Chị Monique Rock ngày nào cũng mang con tới tổ chức từ thiện này. Đây là nơi hai mẹ con chị ăn hàng bữa. Chị Rock có ba con, nhưng hai đứa kia thì đã được ăn ở trường. Chỉ vào ngày nghỉ là cả nhà bốn người đều phải đến trung tâm này để ăn. Gia đình chị Rock sống hoàn toàn dựa vào phúc lợi xã hội. Không có thì chị không thể nào lo được việc chi tiêu. Từ lâu rồi tôi đã bỏ hết mọi thứ vì các con. Thế mà giờ đây tôi còn phải hy sinh thêm nữa. Tôi chỉ ăn những gì các con không ăn. Tôi không thể có thú vui nào cả. Tôi chỉ cho phép mình duy nhất chuyện làm móng. Nhưng cũng 2-3 tháng nay rồi tôi không có làm. Tất cả là vì các con. Nhiều gia đình ở Đức hiện cũng chung tình cảnh như chị Monique Rock. Tổ chức từ thiện ARC cho hay hiện họ cung cấp khoảng 600 bữa ăn mỗi ngày ở thủ đô Berlin. Còn trên toàn nước Đức thì khoảng 4.500 trẻ em và thanh niên được 30 chi nhánh của ARC lo bữa ăn. Còn theo tổ chức từ thiện TAFEL thì số người cần họ cung cấp thức ăn và đồ dùng đã tăng khoảng một nửa kể từ đầu năm. Có nghĩa là hơn 2 triệu người ở Đức đang sống trong tình trạng nghèo khó, cần hỗ trợ từ các tổ chức tình nguyện. Và không chỉ người tiêu dùng mới chịu ảnh hưởng mà các nhà sản xuất cũng trúng đòn. Đặt các con số lên để thấy như thế này nhé. Chúng tôi trả khoảng 300.000 đến 310.000 euro một năm tiền điện. Con số này được cho là sẽ tăng gấp 4. Công ty chúng tôi làm ăn tốt, nhưng cũng sẽ gặp khó nếu phải trả 1,2 triệu euro mỗi năm, chứ không còn là 300.000. Hiện đã có khoảng 10.000 doanh nghiệp sản xuất bánh khắp nước Đức phải báo động về tình trạng chi phí leo thang, không thể tiếp tục chuyển qua cho khách hàng chịu. Vì giờ khách hàng cũng không muốn mua bánh nữa, do lạm phát đã gần chạm mức 8%. Ngành sản xuất bánh sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì khách hàng ngày càng chuyển sang mua những cửa hàng giá rẻ. Người ta phải giữ tiền chứ. Dễ hiểu thôi, vì ai chẳng có một mức ngân sách nào đó thôi chứ. Rồi đến một lúc nào đó, chất lượng sẽ chẳng còn được quan tâm mà giá cả mới là yếu tố quyết định. Nên tôi lo lắm. Chính phủ Đức đã thông báo về gói cứu trợ 65 tỷ euro để giúp công dân và doanh nghiệp đối phó với lạm phát. Bộ trưởng Kinh tế Đức cũng hứa hẹn sẽ đưa ra các biện pháp cứu doanh nghiệp và mở ra các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Nhưng trong lúc này thì người tiêu dùng và các công ty vừa và nhỏ vẫn nhìn tương lai mà lo ngay ngáy.